chị đó dễ vỡ rồi. Anh Phúc đang làm gì? Phúc đang làm gì? Đang ghê chị đó. Anh xem sợ. Anh chữ T, anh chữ T. Xếp đội hình trước cái đi. Anh nói chữ L phải dán vậy thôi chứ nó không có cách nào hết, nó bị lệch một chút. Sao sao chữ L nó kéo dài vậy. Xếp chữ trước cái đi. Ngược sáng.